Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, thế giới đang chuyển sang một trật tự ngoại giao mới, và Mỹ phải dẫn đầu trong việc vượt các mối đe dọa. Theo ông Blinken, trong quá trình trên, Washington phải dẫn đầu trong việc vượt qua các mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc, bằng cách hợp tác với các đồng minh của mình để xây dựng lòng tin giữa các quốc gia mà hệ thống cũ đã thất bại. Một kỷ nguyên đang kết thúc, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, và những quyết định mà chúng ta đưa ra bây giờ sẽ định hình tương lai trong nhiều thập kỷ tới, ông Blinken nói hôm 13 tháng 9 trong bài phát biểu tại Đại học John Hopkins ở Washington. Ông cho biết trật tự hậu chiến tranh lạnh đã kết thúc khi nhiều thập kỷ ổn định địa chính trị tương đối đã nhường chỗ cho sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các cường quốc độc tài. Ông Blinken cho rằng Mỹ sẽ lãnh đạo từ vị thế sức mạnh phần lớn là do sự khiêm tốn của mình. Ông nói thêm, chúng tôi biết rằng mình sẽ phải giành được sự tin tưởng của một số quốc gia và công dân mà trật tự cũ đã không thực hiện được nhiều lời hứa của mình. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, các liên minh sẽ là chìa khóa thành công của Washington. Ông tuyên bố chỉ vài năm sau khi khả năng và sự phù hợp của NATO bị nghi ngờ một cách công khai, khối quân sự phương Tây này đã trở nên lớn hơn, mạnh hơn, đoàn kết hơn bao giờ hết. Theo ông Blinken, xung đột Nga-Ukraine đã chứng minh một cuộc tấn công vào trật tự quốc tế ở bất cứ đâu sẽ làm tổn thương người dân ở khắp mọi nơi. Ông nói thêm, Mỹ muốn đảm bảo Ukraine đánh bại Nga và thoát ra khỏi cuộc xung đột với tư cách là một nền dân chủ sôi động và thịnh vượng. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.